Chào các bạn, hôm nay quán nhà bạn Linh sẽ giới thiệu và cùng các bạn bóc túi trà xuân của nhà tớ nhé. Túi trà xuân của nhà tớ thì sẽ gồm có này, tía tô này, atiso này, giò cổ lam này, chè dây này, bí đao này, hợp khẩu vị của tất cả mọi người trong gia đình luôn. Tức là có rất là nhiều vị để cho mọi người lựa chọn, thế nên là sẽ không bị cảm giác chán khi uống mãi một vị. Đây bên mình thì đóng gói rất là cẩn thận luôn nhá, từ túi zip luôn. Thế là một túi trà xuân này bên mình sẽ gồm có 5 vị khác nhau và tổng sẽ là 35 túi lọc. Thì mỗi túi lọc này là mình có thể pha cùng với 1 lít nước nóng. Đây, mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn trong túi trà xuân của bên mình. Đóng túi rất là cẩn thận luôn. Đấy, các vị thì sẽ được đóng thành các túi zip riêng, nên là sẽ không bị lẫn vị. Và trên mỗi túi zip đều ghi rõ luôn là đối tượng sử dụng và tác dụng của từng loại trà. Ví dụ như đối với trà giò cổ lam này á, thì các bạn lưu ý là trà giò cổ lam thì mình nên uống buổi sáng. Và những người mà bị huyết áp cao này, mỡ máu này thì rất là tốt luôn. Riêng những người huyết áp thấp ấy thì cần cẩn thận trước khi sử dụng. Khi mà mình có dấu hiệu hạ huyết áp thì mình không nên uống trà giò cổ lam ấy, tại vì trà giò cổ lam sẽ giúp huyết áp nó xuống và giúp cho mỡ máu nó cũng xuống nữa. Đây, trà cổ lam thì bên mình sẽ đóng làm 5 túi nha. Cái này thì rất là phù hợp với người già. Mình thấy là đấy, người già hoặc là những người trung tuổi ấy. Có bạn mình trẻ thôi cũng cao huyết áp luôn. Tiếp theo nữa là trà bí đao này. Trà bí đao bên mình thì được trồng 100% từ về cây bí đao theo hình hữu cơ nhá, được sản xuất theo hình thức hữu cơ nhá, và trồng trên Sapa luôn. Các bạn bảo là sao mình dám khẳng định là trồng hữu cơ, tại vì trên mình địa hình trên Sapa, trên vùng nguyên liệu của bên mình ấy, thì địa hình nó rất là khó cho cái việc mà vận chuyển phân bón ấy. Thế nên là cái việc mà người dân mà trồng hữu cơ là chuyện rất là bình thường. Hơn nữa là được Sapa được thiên nhiên ưu đãi cho cái không khí rất là tuyệt luôn, khí hậu rất là tuyệt nên rất là dễ trồng những loại như bí đao, su su hoặc là trà dây, trà giò cổ lam á, trà tía tô á, trồng hữu cơ rất là dễ luôn á. Đây thì trong một túi trà này thì bên mình sẽ có 5 túi lọc. Đây chính là siêu phẩm, một đặc sản của Sapa, chính là trà atiso. Trà atiso, bạn nào đã từng lên Sapa du lịch thì chắc chắn là sẽ nhìn thấy ở đâu, thấy các khu vườn ở đâu hầu như sẽ trồng atiso hết luôn, ruộng, các khu ruộng hầu như ở chỗ nào cũng thấy hình bóng cây atiso. Atiso ở trên đây thì uống có vị rất là đặc trưng luôn. Đây, trong chính vì thế mà mình sẽ đóng cái túi này sẽ là có 10 gói lọc, 10 gói túi lọc. Thì atiso này thì rất là tốt cho gan và việc thải độc, nên là những ngày Tết mà mình uống quá nhiều rượu bia thì cái việc mà uống atiso là điều chắc chắn là rất là tốt rồi. Đây chính là trà tía tô. Trà tía tô này thì cũng là tía tô trồng trên Sapa luôn, theo hình hữu cơ luôn. Vì sao mình lại đóng những 10 túi lọc cho cái túi này? Đối với có rất nhiều nơi trồng được tía tô, nhưng mà riêng ở trên Sapa, cái khu mình trồng nguyên liệu, khu bên mình sản nguyên liệu của bên mình ấy, thì trà tía tô ở trên đấy có cái chất lượng tinh dầu tốt nhất luôn. Chính vì vậy mà mình muốn đóng nhiều túi trà lọc để mọi người có thể cùng thưởng thức. Ngoài ra nữa, tía tô rất là lành và nó giúp bổ sung cho mình rất nhiều sức đề kháng để chống lại những sự thay đổi và đột ngột của thời tiết. Ngoài ra nữa thì còn giúp các chị em làm đẹp vì nó có tác dụng thải độc mà.
Quý trà xuân với mình còn vị nữa. Chính là cây chè dây. Cây chè dây này thì mình đóng làm 5 túi. Chè dây rất là dễ uống luôn. Đừng, các bạn đừng có thấy từ chè dây mà sợ nó đắng hay là gì. Mà chè dây cực kỳ dễ uống luôn á. Nó có vị nhạt nhạt thôi. Và cái chè dây này thì được trồng ở rừng Sapa. Nên là không yên tâm nha, không lo thuốc bảo vệ thực vật hay gì đâu. Trong túi này thì có 5 túi lọc. Đặc biệt là cái cây này cực kỳ tốt cho những bạn nào mà bị dạ dày hoặc hành tá tràng nhé. Tết mà ăn nhiều protein thì nhất là thịt thì cái chè dây này sẽ là cứu tinh của những ai yếu bụng đấy ạ. Đây, xếp trà xuân với mình đây. Rất nhiều vị đúng. Ai cũng thể uống được. Một túi lọc thì có thể pha được 1 lít nước. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng những sản phẩm của mình nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.